bạn con học nói con không có ba. Ba con đâu rồi mẹ? Ba con sẽ về sớm thôi. Ngoan, ra ngoài kia chơi đi. Mà ba bé rồi em? Em cũng không biết nữa. Cắt. Lần này anh về, anh có đi nữa không? Không đi nữa. Vậy anh làm những gì anh hứa với em đi. Anh xin lỗi vì đã để vợ chịu nhiều ấm ức. Bây giờ anh xuất ngủ rồi. Anh mong vợ thông qua, cho anh vô nhà. Ba!